Xin chào các bạn nha, chào mừng các bạn trở lại với kênh Minh Giàu của mình nha. Thì hôm nay có một bạn nhắn tin cho mình kéo cho cái ganh Pokemon phải chặn anh em ơi. Thì mình đang đánh với bạn đó. Thì mình sẽ sử dụng cái tướng Venusa nha anh em. Mình sẽ cố gắng mình farm mình với Pikachu đi chung anh em ạ. Pikachu thì bây giờ nó cũng đã được gia tăng sức mạnh anh em ơi, nó cũng không có yếu theo hồi hôm bữa nữa. Đó, hôm bữa thì đánh và gặp Pikachu thì sự là nổi ám ảnh. Không biết đối với người khác như thế nào, mình 10 trận gặp Pikachu thì thôi như là mình thua cả 9 trận anh em. Tại vì nó bị sát thương hay là bị khống chế của nó thì nó không có góp nhiều cho team anh em. Nó không bằng những vị tướng khác, có những vị tướng khác giống như kiểu như là dạng ao sát thương luôn. Ok, mình sẽ bỏ 7 banh nữa. À, có nhiều banh thì mình cứ bỏ nha nè. Thì mình livestream game Pokemon ở trên fanpage nha anh em. Hôm nay thì mình cũng có bữa live với ông, tại vì mình phải leo bên Liên Quân, mình chỉ gắn leo chiến tướng Liên Quân nha anh em. Về Pokemon thì mình chỉ gắn gắn mình vào mình chơi vài trận thôi. Có bạn nào nhắn tin cho mình chơi mình mới vào mình chơi nha. Bây giờ nó dí quá, sẽ về mình thủ nè. Gần bên mình nè, gọng đi gọng đất nó đi gần nha. Thì mình xin nhắc lại bộ chiến thức của con Venusa nha nè. Thì về cái chiêu thức thứ nhất mà chưa đăng cấp thì chúng ta sẽ phóng ra một cái hạt giống về một hướng chỉ định đó, rồi chúng ta sẽ gây sát thương. Còn về chiêu thức thứ hai mà chưa đăng cấp thì chúng ta sẽ sử dụng một bão lá về một hướng chỉ định nha, sát thương liên tục. Thì về Venusa thì gọi là cũng được điều chỉnh sức mạnh nha anh em. Về cái chiêu thức thứ nhất, cái chiêu thức mà hút máu anh em ơi, mình hay gọi vui là hấp công đại pháp. Thì chúng ta sẽ hút máu thì sẽ bị giảm đi anh em ơi, lượng máu hồi phục nó sẽ giảm đi đó. Còn cái chiêu 2 của nó thì được tăng sức mạnh ở cái chiêu cửa, giống như là cái chiêu 1 chưa nâng cấp anh em ơi, giống như chiêu bão lá vậy đó. Nó sẽ phóng một đường thẳng và sẽ lượng sức thương của nó bây giờ khá là to, nhưng mà khi mình chơi thì mình cũng ít sử dụng cái chiêu đó anh em ơi. Đa số là mình sẽ sử dụng một chiêu bão lá xoay vòng vòng con Venusa này mà. Tại vì sao? Tại vì cái chiêu đó là mình có thể băng xả vào trong team địch. Và cái cú pháp mà lột cái chiêu thức này mà, mình nói cú pháp cái chiêu thức mà hợp với mình thấy là chỉ có chiêu mà dạng hút máu với cộng với cái chiêu xoay xung quanh đó này mà. Ui dạ, mình bạn đến số luôn. Thì nó khá là hợp lý, mình băng xả vào trong đội hình của nó mình khá là ngon. Bây giờ nó giảm khả năng hồi máu thì bây giờ mình không có cần căng 4 hoặc là căng 5 như lúc trước nữa. Bây giờ chắc có thể là khoảng căn 2 thì nó cũng 2 đến 3 là cũng đuối đuối rồi mà. Bây giờ sẽ cố gắng mình farm lên level 7 nè. Mấy ngành này mấy bạn cũng đa số là giao tranh cũng khá là nhiều. Khá ít mình như ông. Ui con gặp nó chết. Pikachu lại lên 7 số rồi. Thôi gồng lửa nó cấp 7 mà nó cấp 6 luôn. Giờ mình ôm thôi, giờ nó đông quá rồi. Nó không làm gì đó. Chắc này lên 7 điểm số với nó đúng không? Ui dạ. Hình quá anh em ơi, ăn được cục hồi máu anh em. Quay lại. Mày nè. Thả banh nó mày cố chấp mà. Ui dạ. Ui dạ. Hình em ơi còn miếng máu. Được được được. Thơm thơm thơm. Đây nó hút máu hồi lại sẵn rồi. Đó, mình sẽ sử dụng cái chiêu bão lá xây dựng chọn anh em. Mày á, băng trụ luôn rồi. Băng trụ luôn làm vô đây. Vô đây, vô đi. Hút máu nó nè. À nó đi rồi, bỏ banh anh em ơi, 30 banh. Quá ngon. Quá thơm, quá thơm. Ây da. Quýnh luôn anh em ạ, sợ gì, sợ gì. Hút máu nè. Quýnh mày nè, quýnh mày nè. Ok, ổn ổn. Rồi ra hốt mày ông lại cái này. Đó lúc trước mà ví dụ như mà chiêu mà khi mình chưa bị giảm sức mạnh em. Anh em chỉ cần sử dụng chiêu hút này vào mấy con ông này dường như là hơn nửa cây nè, rất là nhiều. Bây giờ hút cũng khá là ít rồi anh em ạ, tại vì hút nhiều quá thì kiểu như căn 4 căn 5 nó mất cân bằng, nên nhà phát hành cũng đã cân bằng nó lại rồi. Nhưng nói chung là bây giờ cũng leo ganh cũng khá là ổn rồi anh em, chứ nó cũng không phải là kiểu như là bị ao với những vị tướng khác nữa. Bây giờ anh em gặp anh em cũng không sợ, và bên cầm thì nói chung là mình cũng phải bớt ảo tưởng lại tí nữa. Mình sử dụng cái búa luôn anh em. Chị đi bỏ banh nó ngon nè, bộ banh này
nên trận này cũng đang cũng khá là ngon, khá là sạch anh em. Ok, 5 banh bỏ luôn, 5 banh thì bỏ 5 banh anh em. Bây giờ Pikachu mày ra đi, mày ra đi. Mày đứng đó mày solo với nó chết đó. Không có tao là mày lên được. Có mấy banh thì bỏ mấy banh anh em ạ. Đôi lúc nó xê xích cũng có 1-2 banh thôi. Tụi con nó bị lắc hay anh em ơi, lắc hả mày. Chơi server không gà thì cảm giác u nó được gom là ba con này. Server nước ngoài thì không gà nó không biết nó bảo trì cái gì, nó bị lắc suốt, và thứ hai là nó bị cái tình trạng là giống như là mình đang chơi cái giống như là cái tài khoản của Pokemon Xenolock á, nó bị đăng sức cái này mà. Nó bị lỗi đăng sức ngộ lắm, nó chơi không gà cũng bị mấy trận cũng hơi ức chế, và nó lắc thì đứng giật thôi. Mình sẽ hút hết mẹ ông này cái là mình bỏ banh ngon rồi. Cái chiêu 2 của nó là bảo lá sẽ dùng chọn này thì vẫn còn khá là ổn nha nè. Nó vẫn còn khá là mạnh, sát thương gây ra cũng khá là nhiều. Chỉ có một điều mình không biết mấy bạn như sao, nhưng mà trong bản cập nhật thì mình không thấy nó để, nhưng mà mình đánh hổng gậy thì cảm nhận cá nhân thôi nha anh em. Đó là dường như là cái đòn đánh thường của nó bị chậm đi anh em ạ. Trang bị thì mình cũng không có thay đổi nha, nhưng mà cảm giác là đánh nó bị chậm đi. Lúc trước mình đánh cũng hơi nhiều ulti luôn nè, lụm tụi bay hết luôn, sợ gì nó lụm nó lần xuống mình ăn rất no anh em ạ, còn phức luôn đó. Cảm giác giờ mình đòn đánh thường nó mình đánh là nó hơi bị chậm hơn anh em ơi. Cố gắng mình ăn nhanh con rất no, team mình nó không ai ăn hết trơn, mình ăn. Nói chung là mốt là cũng sẽ kết bạn với một vài bạn những Pokemon, tại mình cũng đang cùng team để có thể mà đấu giải, nhưng mà không thì cũng nhiều giải các bạn mời mình tham gia cho vui, nhưng mà thật sự thì mình không có team anh em ơi. Dù như mình rảnh thì mấy bạn không rảnh, tới lúc mà bạn này rảnh thì tới bạn khác không rảnh, nên mình có đủ team năm lắm. Còn mình tính sinh vào những cái team khác thì họ đủ rồi anh em ơi. Với lại mình chơi cũng hai game nữa, mình không có chia cho mấy bạn kia chỉ một game thôi. Còn mình làm hai game luôn nên thời gian mình giống như là mình CH với mấy bạn đó thì cũng ít. Hay gì ra mày ăn một mình á, ăn một mình hay gì? Lụm mày luôn. Lụm nổi không đây? Ấy da da da, rồi không xong rồi đem luôn. Rồi u dạ. Ớt ơi. Anh em ơi, ớt hạ gục được nó ăn được cô tôm mình là tại điểm số rồi. Tại vì giải thì nó sẽ đánh vào ngày thứ ba, thứ tư hoặc là thứ sáu anh em ạ. Và nó đánh thì tầm giờ buổi sáng thì khoảng tầm 9 giờ, buổi chiều khoảng 1 giờ đến 2 giờ, thì giờ đó thì tầm có mấy bạn học online, rồi mấy bạn hiện giờ cũng mấy bạn cũng vào học chính thức rồi. Bạn đi học không đánh được chung với mấy bạn. Còn những anh em nào làm bên chung với mình streamer nó này kia thì họ không chơi với game này đâu. Ây da, ăn hả mày, mày ăn hả? Ngon luôn anh em ạ. Ok, đi bỏ banh luôn em. Tóc biến, trời ơi quá thơm luôn em ơi. Ăn được xích đót luôn thì gọi là quỷ diệt rồi, chỉ còn gì nữa. 50 banh nè, lại đây cũng nạp mạng thôi đó. Mình ulti cho team mình anh. Ulti bỏ bệnh luôn rồi. Được nhiều bệnh bỏ nhiều à, quá thơm, thắng chắc luôn anh em ơi. Mình áp đảo nó về trụ rồi mình ăn được con xích đót nữa thôi, rồi tuyệt vời. Thì cũng mong sau này game xích bạn ở Việt Nam mình thì nhiều anh em chơi để anh có thể gom anh em lại để anh có thể đánh giải anh em ơi. Anh cũng mong được thi đấu giải cùng với anh em. Nói chung là tiền bạc thì đóng này kia thì cũng có người tài trợ hết rồi anh em ơi. Giải này kia là cũng có người tài trợ đàng hoàng hết, nên anh em cứ việc tham gia chơi cho nó vui. Thắng luôn rồi anh em ơi, còn ba mấy giây nữa mình còn đây nhanh đó anh em thấy không. Cuối game rồi, căn 2 căn 3 hả, chạy vẫn chạy được luôn hết rồi. Ghê không là giờ hút máu rồi. Hút lại hồi hút máu thì dài dặn ít dí nữa. Thì còn ếch chứ còn chim dí nó không có chạy được cái gông đây nữa nè. Cấp biến còn cấp biến anh em ạ. Ulti luôn, quay lại căng mày luôn, sợ lắm, căng 3 nè anh em ơi.
một tình huống căng ba đến từ vị trí của bên giao. Có gùa là phụ của em ơi, rồi lượm con rồng này luôn em ơi. Win. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo hay là những buổi livestream tiếp theo nha anh em. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ơi. Bye bye anh em.